An, buổi trước chúng ta đã học bài số 3 với các đại từ chỉ vật, chỉ người hay là địa điểm đúng không nào? Chúng ta có cái này, cái đó, cái kia là kore, sore và are. Vật này, vật đó, vật kia, ví dụ chìa khóa đúng không là kagi, chúng ta sẽ đọc là kono kagi, sono kagi, ano kagi đúng không nào? Và bài 3 chúng ta đã học về chỉ địa điểm koko, soko và asoko, ở chỗ này, chỗ đó, chỗ kia. Và cùng với ý nghĩa của ba cách đọc đó thì chúng ta có cách đọc lịch sự hơn, đó là kochira, ở hướng này, sochira, hướng đó, và achira, ở hướng kia, được chưa nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 4 nhé. Chúng ta cùng nhau đọc từ vựng nhé. Ở trong bài này thì chúng ta sẽ làm quen với các động từ đầu tiên, ví dụ như là thức dậy, ngủ, làm việc và nghỉ ngơi này. Chúng ta cùng đọc nhé. Thức dậy. Okimasu. Okimasu. Ngủ. Nemasu. Nemasu. Các bạn lưu ý nhé, các âm masu ở đuôi này, động từ chúng ta có đuôi masu mà. Ở đây là, thực ra thì động từ nó tồn tại ở rất nhiều thể khác nhau, nhưng mà ở bài đầu tiên mà chúng ta làm quen với động từ này thì chúng ta sẽ học thể masu của động từ đầu tiên nhé. Cho nên tất cả các động từ đều có đuôi chúng ta đọc là masu. Nhưng mà các bạn đừng đọc rõ chữ sư nhé, đây thành âm gió, chúng ta sẽ đọc là masu. Masu, được chưa nào? Okimasu, thức dậy. Ngủ. Nemasu, làm việc. Hatarakimasu. 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 Nghỉ ngơi. Yasumimasu. Yasumimasu. Học. Benkyoshimasu. Ở đây chúng ta có âm ưng này, ben, ben. Kyo, chúng ta có âm ghép ki và yo, sau đó là trường âm u đúng không? Kyo, kyo. Benkyoshimasu. Benkyoshimasu. Kết thúc. Owarimasu. Owarimasu. Tiệm bách hóa, chúng ta có Depato. Depato. Từ này là từ mượn tiếng Anh, cho nên người ta sẽ viết bằng chữ cứng Depato nhá. Ngân hàng Ginko. Ginko. Ở đây chúng ta có trường âm U của chữ cô này. Ginko. Bưu điện Yubin Kyoku. Ở đây chúng ta cũng có trường âm U, ngân dạ U. Yubin Kyoku. Yubin Kyoku. Thư viện Toshokan. 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 Chúng ta có Sho các bạn nhé. Sho. Toshokan. Hay. Bảo tàng mỹ thuật Bijutsukan. 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 Được chưa nào? Âm thư này chúng ta phát âm nhỏ, nhẹ lại. Bijutsukan. Ok. Bây giờ ima. Ima. Giờ. Ở đây chúng ta sẽ thay số vào vị trí này và nói ji ở đằng sau, có nghĩa là giờ, đúng không? Ví dụ 1 giờ chúng ta sẽ nói là ichiji. Ichiji, được chưa nào? Phút chúng ta có hun. Hun hoặc là bun. Bun. Các bạn lưu ý nhé, chữ hu này người ta vẫn biểu diễn phiên âm là chữ F và chữ U, thì thường là người Việt chúng ta nhìn vào đó thì sẽ đọc thành phu, đúng là tức là chữ phờ ấy, nhưng không phải là chữ phu. Ở đây không phải chúng ta đọc thành phun, hoặc là nhiều bạn vẫn hay đọc thành phân các bạn nhé. Không phải, chúng ta sẽ đọc nửa hu nửa phu. Hu. Hu. Thậm chí trong trường hợp giao tiếp nói nhanh thì mình cũng nghe thấy người Nhật nói, người ta còn có thể nói thành hun. Hun tức là rất rõ âm hờ hu các bạn nhé. Hun. H.
hun, hun, được chưa nào? Ví dụ 5 phút chúng ta sẽ đọc là go hun, go hun, được chưa nào? Hoặc là 1 phút chúng ta sẽ đọc là ip bun, ip bun. Với các nguyên tắc này thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau nhé. Mấy giờ, được chưa nào? Chúng ta có gì là giờ ở đây. Thì đặt nghi vấn từ nan vào vị trí dấu ngã này, chúng ta thành cụm từ hỏi, nghi vấn từ hỏi, đúng không? Nan gì? Nan gì? Tương tự, mấy phút? Nam bun, nam bun. Buổi sáng, đúng không? Ví dụ chúng ta nói bây giờ là 5 giờ sáng chứ không phải 5 giờ chiều, đúng không? Thì sáng và chiều chúng ta có gozen, gozen. Gozen có nghĩa là ngọ tiền, tức là trước giờ ngọ đấy các bạn. Gozen. Và chiều là gogo, gogo. Đây, hai từ gozen và gogo, sáng và chiều này chỉ mang ý nghĩa sáng chiều trong trường hợp chúng ta nói giờ thôi nhá, 5 giờ sáng hay 5 giờ chiều, giống như tiếng Anh là PM hay là AM đó. Còn ý nghĩa riêng buổi sáng, buổi trưa, buổi tối chúng ta có buổi sáng là asa, asa. Buổi trưa hiru, hiru. Buổi tối chúng ta cũng có hai cách đọc, bang, bang. Hoặc là yoru, yoru. Được chưa nào? Ở đây chúng ta có ngày kia là ototoi, ototoi. Hôm qua, kino, kino. Ở đây chúng ta có u là trường âm của no, cho nên chúng ta sẽ đọc no ngân ra. Mình sẽ bỏ chữ u này đi. Kino, kino. Hôm nay, kyo, kyo. Âm ghép kyo và trường âm u, đọc kyo ngân ra. Kyo, kyo. Ngày mai, ashita, ashita. Âm si này chúng ta cũng sẽ đọc thành âm gió, shita, được chưa nào? Ashita. Ngày kia, ngày kia. Asatte, asatte, asatte. Sáng nay, đúng không? Ở đây chúng ta có từ buổi sáng sẽ khác với từ sáng nay các bạn nhé. Kesa, kesa. Và tối nay sẽ là konban, konban. Các bạn nghe quen quen đúng không? Chính là ở trong cụm từ chào buổi tối ấy, chúng ta có từ konban wa. Thì ở đây chúng ta có konban là tối nay nhé. Từ này là hôm kia, ototoi, ototoi. Bài hôm nay chúng ta có khá nhiều từ vựng để các bạn cố gắng nhé. Chúng ta có danh từ nghỉ ngơi, sự nghỉ ngơi hoặc là ngày nghỉ. Đó. Yasumi, yasumi. Nghỉ trưa chúng ta sẽ ghép với từ buổi trưa. Khi nãy chúng ta học là hiru, đúng không? Chúng ta có nghỉ trưa là hiru yasumi, hiru yasumi. Hàng sáng, mai asa, mai asa. Asa là buổi sáng, đúng không nào? Và từ mai là hàng, hàng ngày đó. Mai asa. Buổi tối, bang là tối, đúng không nào? Chúng ta có mai asa, tức là hàng tối, buổi tối. Mai bang, mai bang. Hàng ngày, mai nichi, mai nichi. Từ này, yô bị, cụm từ yô bị có nghĩa là thứ. Thứ, tức là thứ hai, thứ ba, thứ tư, các thứ trong tuần ấy. Và chúng ta có từ nan là gì đây? Là nghi vấn từ cái gì, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ ghép nayo bị có nghĩa là thứ mấy. Vậy thì ở bên đây chúng ta sẽ học cách đọc của các thứ trong tuần nhé. Đầu tiên chúng ta có thứ hai này, getchiyo bị, getchiyo bị. Âm yo này chúng ta là trường âm, các bạn nhớ ngân ra nhé. Getchiyo bị. Thứ ba,
Kayobi, bởi vì yobi có nghĩa là thứ, tất cả đều giống nhau cho nên mình không viết lại phiên âm ở đây nữa. Chúng ta chỉ đọc từ đầu tiên này. Mình chỉ viết phiên âm của chữ đầu tiên thôi. Chúng ta đọc nhá. Kayobi. Kayobi. Thứ tư. Suyobi. Suyobi. Thứ năm. Mukuyobi. Mukuyobi. Thứ sáu. Kiyobi. Kiyobi. Thứ bảy. Doyobi. Doyobi. Chủ nhật. Nichiyobi. Nichiyobi. Chúng ta có từ số. Ví dụ số điện thoại, đúng không? Ghép với từ điện thoại nó sẽ thành số điện thoại hay là số phòng. Thì từ này bango có nghĩa là số. Bango. Trường âm các bạn nhé, chúng ta đọc chữ go và ngân ra này. Bango. Tương tự từ nan là mấy, chúng ta ghép với từ bang sẽ thành số mấy. Nan bằng. Nan bằng. Từ đến, ví dụ như từ 1 giờ đến 2 giờ. Từ Việt Nam đến Nhật Bản, đúng không? Dùng cho cả không gian và thời gian, đúng không? Chúng ta có từ đâu đó này, kara. Kara. Và đến đâu đó này, made. Made. Thì hai từ này, hai cụm này chúng ta có thể tách riêng ra. Ví dụ như là tôi đến từ Việt Nam, đúng không? Thì mình chỉ nói từ đến thôi. Thì mình chỉ nói là từ đâu đó thôi, chứ mình không nói là đến đâu đó, đúng không? Hoặc là tôi làm việc đến 6 giờ, thì khi đó mình chỉ nói từ cái cụm đến 6 giờ thôi, đúng không? Cho nên cái này chúng ta có thể tách ra nhé. Và nó ngược với tiếng Việt nha các bạn. Chúng ta sẽ nói từ, sau đó mới nói giờ. Ví dụ từ 1 giờ, đúng không? Nhưng trong tiếng Nhật người ta sẽ nói giờ trước, sau đó mới đến từ kara, có nghĩa là từ. Tiếp theo chúng ta có từ to. To nối giữa hai danh từ có nghĩa là và nhé. Và ở từ này, sochira, bài trước chúng ta đã học rồi đúng không nào? Sochira có nghĩa là hướng đó, nói theo cách lịch sự đúng không? Thì trong bài này, sochira, ví dụ chúng ta có thể dùng trong giao tiếp. Chúng ta nói với đối phương là sochira có nghĩa là đằng ấy, hướng ấy, tức là anh, phía anh chị đây đúng không? Ví dụ chúng ta gọi điện thoại, chúng ta không biết đối phương là tên gọi là gì hay công ty gì, chúng ta chỉ hỏi là bên đó, đằng đó, các bạn làm việc đến mấy giờ chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng từ sochira. Sochira. Ok. Chúng ta có cụm từ taihen desu ne, có nghĩa là anh chị đã vất vả quá nhỉ. Cái cụm từ này nó cũng giống như là từ cảm thán đấy các bạn. Taihen có nghĩa là vất vả. Được chưa nào? Taihen desu ne. Taihen desu ne. Và cuối cùng chúng ta có từ eto. Thì thực ra từ này ở trong văn nói thôi, khi mà chúng ta đang phân vân không biết trả lời như nào, giống như là trong tiếng Việt chúng ta anh sẽ giải quyết, anh làm bài này như thế nào, thì chúng ta gãy đầu gãy tai và nói là đó đúng không? Thì trong tiếng Nhật người ta có từ eto. Eto. Từ chưa nào? Ok, vậy là chúng ta đã đọc xong phần từ vựng rồi đúng không nào? Tiếp theo chúng ta cùng nhau học ngữ pháp nhé. Ngữ pháp đầu tiên mà chúng ta sẽ học trong bài hôm nay đó là mẫu câu nói giờ, cách nói thời gian trong tiếng Nhật đúng không nào? Chúng ta có ima có nghĩa là bây giờ. Chúng ta sẽ điền số vào đây. Ji có nghĩa là giờ. Hun hoặc là pun có nghĩa là phút, đúng không? Và cuối cùng là des. Des trong mẫu câu cái gì đó wa, cái gì đó des mà chúng ta đã học trong bài 1 đúng không nào? Bây giờ là mấy giờ đó, mấy phút, được chưa nào? Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nói giờ trong tiếng Nhật. Thì về cơ bản chúng ta chỉ việc ghép số đứng trước từ ji có nghĩa là giờ đấy, được chưa nào? Nhưng các bạn lưu ý giúp mình, chúng ta có một vài cách đọc đặc biệt. Ví dụ số 4 như các bạn được biết là chúng ta đọc là yong hoặc là si đúng không? Nhưng trong trường hợp 4 giờ thì chúng ta sẽ đọc là yoji. Yo chứ không phải là yong.
các bạn nhé. Số 4 và số 7. Số 7 chúng ta có hai cách đọc là Nana và Shichi đúng không? Vậy thì để nói giờ của số 7 thì chúng ta sẽ sử dụng Shichi các bạn nhé. Shichi gì? Và số 9 chúng ta sẽ đọc là Kuji. Kuji. Và không giờ chúng ta sẽ không đọc là Zero gì mà chúng ta sẽ đọc là Leji. Leji nhá. Rồi chúng ta cũng đọc nào. 1 giờ. 1 giờ. 1 giờ. 1 giờ. 1 giờ. 2 giờ. 2 giờ. 2 giờ. 3 giờ. 3 giờ. 3 giờ. 4 giờ. 4 giờ. 4 giờ. 5 giờ. 5 giờ. 5 giờ. 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ. 7 giờ. 7 giờ. 7 giờ. Chúng ta sẽ đọc thành âm hơi gió nhé. 7 giờ. Được chưa nào? 7 giờ. 8 giờ. 8 giờ. 8 giờ. 9 giờ. 9 giờ. 9 giờ. 10 giờ. 10 giờ. 10 giờ. Được chưa nào? Trường âm các bạn nhé. 10 giờ. Và 0 giờ là 0 giờ. 0 giờ. Vậy các bạn nhớ giúp mình các trường hợp đặc biệt này nhé. 4 giờ, 7 giờ, 9 giờ và 0 giờ. Chúng ta sẽ có các cách đọc khác nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau học cách đọc phút nhé. Ở cách đọc phút này thì nó sẽ có nhiều biến âm và chuyển âm hơn cách đọc giờ, cho nên các bạn chú ý nhé. 1 phút chúng ta có số 1 là chi đúng không? Chúng ta sẽ chuyển chi thành âm chư nhỏ. Chúng ta sẽ đọc là 1분. 1분. Trường hợp này chúng ta sẽ dùng 분 không phải là 훈 các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng 분 tức là chữ khu có ma rự này. 1분. Được chưa nào? Và đây là trường hợp đặc biệt. Đây là trường hợp đặc biệt các bạn nhé. Tiếp theo 2 phút. 2분. 2분. Trường hợp này thì không có biến âm gì cả. 3 phút chúng ta sẽ lại sử dụng 분. 3분. 3분. 4 phút chúng ta có 4분. 4분. 5 phút 5분. 5분. Ở đây mình đã cố ý viết thành chữ hu, bởi vì nếu như mình viết bằng chữ F, U theo như quy tắc giống như trong sách viết thì thường là người Việt chúng ta sẽ có xu hướng đọc thành chữ phu rất rõ. Các bạn sẽ đọc thành phun hoặc là phân, cho nên mình không viết như vậy, mình viết thành hu nhé. Go hun. Go hun. Được chưa? Các bạn đọc thành hun trong trường hợp này vẫn không sao cả nhé. Chúng ta có 6 phút. Số 6 chúng ta cũng là số biến âm. Số 6 cũng là số biến âm các bạn nhé. Lô cư. Cư sẽ chuyển thành âm chư nhỏ ở đây. Và chúng ta sẽ đọc là lộc. Lộc. Lộc bưng. Lộc bưng. Ghép với bưng. 7 phút chúng ta có nana hun. Nana hun. Như các bạn thấy khi nãy chúng ta học 7 giờ thì chúng ta sẽ dùng chi. Shichi gì đúng không? Nhưng mà 7 phút thì chúng ta sẽ nói là nana. Nana hun. Được chưa nào? 8 giờ. 8, xin lỗi các bạn, 8 phút. Hachi chúng ta cũng chuyển chi thành chữ nhỏ, đọc là hạt. Hạt. Hạt bun. Hạt bun. Trường hợp này đặc biệt số 8 nhé. Số 8, số 6 và số 1. Số 9. Kyu hun. Kyu hun. Kyu hun. Được chưa nào? Trường hợp này là hun, không phải là phun nhé. Kyu hun. Số 10 chúng ta có hai cách đọc. Số 10 chúng ta có là ju đúng không?
nhưng mà sẽ biến thành dịt hoặc là dụt. Chúng ta sẽ đọc là dịt tưng, dịt tưng hoặc là dụt tưng, dụt tưng. Mình sẽ đọc lại từ đầu nhé. Dịt tưng, dịt tưng, ni hùn, ni hùn, sam tưng, sam tưng, yong tưng, yong tưng, go hùn, go hùn, lục tưng, lục tưng, nana hùn, nana hùn, hạp tưng, hạp tưng, kiu hùn, kiu hùn, dịp tưng, dịp tưng, hoặc là dịp tưng, dịp tưng. Được chưa nhỉ? Nếu các bạn học thuộc hai cách đọc giờ và phút thì chúng ta hoàn toàn có thể nói được thời gian, cách nói thời gian trong tiếng Nhật rồi đấy. Quay trở lại với mẫu câu nói thời gian này, chúng ta sẽ thử tập lập một vài ví dụ nhé. Ví dụ, bây giờ mình muốn nói bây giờ là 1 giờ 20 phút, chúng ta sẽ nói thế nào đây? 今 1 giờ là gì các bạn? 1 giờ, đúng không? Không có biến âm. 20 phút chúng ta sẽ đọc là 20 phút chúng ta có 20, đúng không? Thì như vừa nãy mình đã hướng dẫn là cái từ số 10 ấy, 20 chúng ta sẽ có hai cách đọc là dịt hoặc là dịt, đúng không? Vậy thì 20 phút chúng ta sẽ đọc là 20분 hoặc là 20분, được chưa nào? 20분. Và cuối cùng là 今1時20分です. Tương tự, ở đây mình có một vài thời gian để chúng ta cùng luyện tập nhé. 6:15 chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? 6 giờ, đúng không? 15 phút. 15분, 5분, được chưa nào? 15분. Chúng ta sẽ nói bây giờ là 6:15, chúng ta sẽ nói thế nào đây? 今6時15分です. 10 giờ là gì nhỉ? 10時, được chưa nào? 6 phút, 6分, 6分. Bây giờ là 10 giờ 6 phút, chúng ta sẽ nói thế nào đây? 今10時6分です. 今10時6分です. Tiếp theo, 7:05. 7時, 5 phút là 5分. Bây giờ là 7:05. 今7時5分. Và cuối cùng, bây giờ là 9:08. 今9時8分. Được chưa nào? Các bạn nhớ hạt chi chúng ta sẽ biến thành hạt tưng nhé. 今9時8分です. Được chưa nào? Vậy nếu muốn hỏi về thời gian, đúng không? Bây giờ là mấy giờ mấy phút thì chúng ta sẽ làm thế nào đây? Các bạn có đoán được không? Chúng ta đã học nghi vấn từ mấy gì trong bài số 1, ví dụ như là mấy tuổi, đúng không? Chúng ta sẽ có mấy giờ. Chúng ta vẫn sử dụng nghi vấn từ đó là nan, đúng không? Thì như mình đã nói, tức là chúng ta hỏi thông tin nào thì chúng ta sẽ điền nghi vấn từ vào đúng vị trí của thông tin đó. Vậy giờ, chúng ta đang cần biết mấy giờ, đúng không? Vậy thì chúng ta thay vào nan gì. Được chưa nào? Nan gì. Và tương tự phút cũng vậy, chúng ta sẽ thay số phút bằng nan. Và nan thì chúng ta sẽ ghép với pun chứ không phải hun các bạn nhé. Chúng ta sẽ đọc là pun.
Và cuối cùng là câu hỏi mà chúng ta sẽ thêm trợ từ các. Rồi, vậy là chúng ta có câu 今何時何分ですか? 今何時何分ですか? 皆さん今何時何分ですか? Các bạn có trả lời được không? Ok, vậy là chúng ta đã xong cách nói giờ rồi đúng không? Chúng ta thử lập thành câu dài hơn nhé. Ví dụ chúng ta muốn nói ở một quốc gia nào đó bây giờ là mấy giờ đúng không? Bởi vì trên thế giới thì các quốc gia múi giờ chúng ta không giống nhau. Cho nên ví dụ chúng ta muốn nói Nhật Bản bây giờ là 2 giờ chiều, chúng ta sẽ nói thế nào đây? Chúng ta sẽ có chủ ngữ của câu, chủ đề chúng ta đang nói về Nhật Bản đúng không? Chúng ta sẽ có Nhật Bản là Nihon. Và chủ đề của câu cho nên chúng ta sẽ sử dụng trợ từ wa. Nihon wa nhá. Nihon wa. Tiếp theo là chúng ta có cụm vị ngữ là cái phần này đúng không? Chúng ta vừa học. Bây giờ, ima. Nihon wa ima, bây giờ đúng không? Các bạn còn nhớ không? Chúng ta sẽ nói sáng hay chiều đúng không? 5 giờ sáng hay 5 giờ chiều khác nhau đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nói sáng là gozen. Đặt sau ima các bạn nhé. Và nói trước giờ. Gozen. Nihon wa ima gozen. 5 giờ là gì các bạn? Goji. Đúng không? Cuối cùng là desu. Nihon wa Nhật Bản. Ima bây giờ. Gozen sáng. Goji 5 giờ. Desu. Chúng ta có câu Nihon wa ima gozen goji desu. Nihon wa ima gozen goji desu. Được chưa? Tương tự Hàn Quốc bây giờ là 6 giờ chiều, chúng ta sẽ nói thế nào đây? Hàn Quốc là gì các bạn? Kangkok. Kangkok wa ima đúng không? Bây giờ 6 giờ chiều là 6 giờ. 6 giờ chiều, chiều chúng ta có gogo. Và 6 giờ là và 6 giờ là 6 giờ desu. 한국어 와 이마 고고 6시 desu. Được chưa nào? Nếu các bạn muốn thêm phút thì chúng ta thêm vào đằng sau này nhé. Ví dụ 6시 5분 6 giờ 5 phút chẳng hạn, đúng không? 한국어 와 이마 고고 6시 desu. Được chưa nào? Vậy thì để hỏi một quốc gia bây giờ là mấy giờ đúng không? Nhật Bản bây giờ là mấy giờ mấy phút? Chúng ta sẽ hỏi thế nào đây? Nihon wa ima. Chúng ta vừa học. Nanji nanpun desu ka? Được chưa nào? Nihon wa ima nanji nanpun desu ka? Hàn Quốc bây giờ là mấy giờ? Hankok wa ima nanji nanpun desu ka? Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau học về động từ. Động từ mát sự có nghĩa là thể mát sự của động từ. Thì như mình đã giải thích lúc đầu đó là động từ có rất nhiều thể đúng không? Nhưng chúng thể đầu tiên mà chúng ta được học đó là thể mát sự. Đây cũng chính là thể lịch sự. Thì các bạn, có lẽ các bạn cũng hiểu vì sao chúng ta được học thể lịch sự đầu tiên đúng không? Thì với người mà chúng ta gặp lần đầu tiên hoặc với cấp trên hay là kể cả là người ít tuổi, lớn tuổi, chúng ta dùng thể mát sự như này là thể là an toàn nhất. Được chưa nào các bạn? Một câu có động từ làm vị ngữ thì mình sẽ gọi là câu động từ. Mình sẽ lập một câu cơ bản, đơn giản đúng không? Hôm nay chúng ta có từ ngủ là nemas đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ nói tôi ngủ là watashi wa. Chủ đề của câu vẫn phải đi kèm với từ wa các bạn nhé. Và ngủ là nemas.
Vậy là mình đã có một câu hoàn chỉnh chủ ngữ và vị ngữ. Watashi wa nemasu. Được chưa nào? Thì đây, trong mẫu câu này, các bạn có thể thêm những phó từ vào đây trước động từ nhé. Ví dụ như là tôi bây giờ ngủ, hoặc là tôi hàng ngày ngủ, hoặc là tôi tối nay ngủ, tối nay làm việc hay thế nào đó, thì chúng ta sẽ thêm các phó từ vào trước động từ này nhé. Động từ bao giờ cũng đứng ở cuối câu các bạn nhé. Nemasu bao giờ cũng đứng ở cuối câu. Chúng ta thử lập một vài mẫu câu nhé. Hàng ngày tôi học, đúng không? Thì tiếng Việt chúng ta nói hàng ngày tôi học, nhưng thực ra tiếng Nhật thì các bạn phải nói chủ ngữ trước là tôi trước, đúng không? Tôi vẫn là watashi wa. Hàng ngày là gì các bạn? Mainichi. Học là benkyou shimasu. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Vậy là các bạn đã hiểu về một cấu trúc cơ bản trong câu động từ của tiếng Nhật rồi đúng không nào? Chủ ngữ, sau đó đến phó từ, và cuối cùng là động từ, kết thúc câu là tomaru các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ học các thì của động từ hiện tại và quá khứ. Thì động từ có hai dạng là ở thể khẳng định, dạng khẳng định và phủ định đúng không? Vậy thì hiện tại và quá khứ của khẳng định và phủ định là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nhé. Thì của động từ. Khi nãy thì mình đã cho các bạn làm câu ví dụ tôi ngủ hay là tôi học hàng ngày đúng không? Đấy là câu khẳng định đúng không nhỉ? Và để chuyển thành câu phủ định, tức là tôi không học hay là tôi không ngủ, thì rất đơn giản. Ví dụ động từ nemas chưa? Các bạn sẽ chuyển thành nemasen. Masu thành masen, masen. Nemasu, nemasen có nghĩa là không ngủ. Vậy thì benkyou shimasu là học, chuyển thành không học sẽ là gì các bạn? Benkyou shimasen. Được chưa nào? Owarimasu, kết thúc. Không kết thúc, chúng ta sẽ nói là owarimasen. Mình sẽ có bảng như sau. Động từ ở hiện tại hoặc là tương lai. Ở đây tiếng Nhật, trong tiếng Nhật thì hiện tại và tương lai là một các bạn nhé. Người ta không phân ra hiện tại và tương lai trong tiếng Anh. Nó sẽ khác nhau đúng không? Nhưng mà trong tiếng Nhật thì là một. Hiện tại, tương lai và quá khứ. Và động từ chúng ta sẽ có hai dạng là khẳng định và phủ định. Đó. Mình sẽ lấy ví dụ là động từ ngủ thì nó ngắn nhất mà. Hiện tại, tương lai đó chính là thể mát sự của nó. Nemasu có nghĩa là ngủ. Hiện tại đơn ấy là ngủ, hoặc là tôi sẽ ngủ là một các bạn nhé. Và phủ định của nemasu như vừa mình nói là nemasen. Có nghĩa là không ngủ, hoặc là tôi sẽ không ngủ. Vậy thì quá khứ của nemasu là gì? Ví dụ tôi đã ngủ đúng không? Chúng ta sẽ chuyển như sau. Ne masita. Masu chúng ta sẽ chuyển thành masita. Được chưa? Thì sẽ thành quá khứ đã ngủ. Vậy thì phủ định nemasen không ngủ trong quá khứ là gì? Ví dụ tối qua tôi đã không ngủ đúng
đúng không? Chúng ta sẽ nói là ne ma sen thêm đề sta, được chưa các bạn? Ngủ sẽ ngủ là nemas, đã ngủ là nemasta, phủ định không ngủ là nemasen, đã không ngủ là nemasen. Xin lỗi các bạn, ở đây chúng ta có từ un nemasen deshita, được chưa nào? Nemasen deshita. Vậy thì học là benkyō shimasu, không học là benkyō shimasen, đã học là benkyō shimashita, đã không học là benkyō shimasen deshita, được chưa nào các bạn? Các bạn thử luyện tập thêm với một vài động từ nữa nhé. Rồi bây giờ mình thử lập một số câu có sử dụng các thể quá khứ, hiện tại, phủ định và khẳng định nhé. Ví dụ hôm qua tôi thức dậy lúc 6 giờ, được chưa nào? Hôm qua thì cái phó từ hôm qua này các bạn có thể đặt trước chủ ngữ cũng được hoặc đặt sau chủ ngữ cũng được nhé. Vậy thì trường hợp này mình sẽ đặt trước chủ ngữ, mình sẽ nói kino là hôm qua, mình nói trước kino đúng không? Tôi thức dậy lúc 6 giờ. Tôi 私は lúc 6 giờ, chúng ta phải nói trước các bạn nhé. 6時 起きました. Thức dậy là okimasu đúng không? Chúng ta sẽ chuyển thành quá khứ tức là mashita đúng không? Okimashita. Rồi. Kino watashi wa 6時. Ở đây còn thiếu các bạn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng trợ từ ni cho thời gian, tức có nghĩa là vào lúc, hoặc hay như tiếng Anh tức là từ at đúng không nhỉ? Kino watashi wa 6時 ni okimashita. Các bạn đừng quên trợ từ nhé. Kino watashi wa 6時 ni okimashita. Hôm qua tôi đã đi ngủ lúc 6 giờ. Vậy bây giờ nói ngày mai tôi sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ. Nói thế nào các bạn? Ngày mai là ashita đúng không? Tôi watashi wa và vẫn 6時 ni đúng không? Tương lai thức dậy chúng ta có okimasu. Được chưa nào? Ashita watashi wa 6時 ni okimasu. Ngày mai tôi sẽ dậy vào lúc 6 giờ. Được chưa nào? Tiếp theo một câu nữa. Chủ nhật tôi không học. Nói thế nào các bạn? Chủ nhật chúng ta có nichiyōbi. Được chưa nào? Tôi watashi wa không học. Học là benkyō shimasu. Và chuyển thành phủ định sẽ là masen đúng không các bạn? Masu chuyển thành sen. Vậy chúng ta có câu 日曜日 私は勉強しません. Hoặc là 私は đọc trước 日曜日勉強しません. Được chưa nào các bạn? Vậy thì câu hỏi chúng ta sẽ hỏi như thế nào về động từ nhé. Ví dụ như là tối qua bạn có học không chẳng hạn, đúng không? Vậy thì học tối qua đúng không? Quá khứ chúng ta sẽ sử dụng benkyō shimashita đúng không? Vậy thì có học không, các bạn chỉ thêm từ ka giống như câu danh từ vậy vào đuôi câu. Ví dụ có học không chúng ta sẽ nói là benkyō shimasu ka. Còn nếu là hôm qua thì sẽ là benkyō shimashita ka. Được chưa nhỉ? Ở câu này chúng ta có này, hôm qua tôi thức dậy vào lúc 6 giờ. Bây giờ nếu để hỏi thì không phải là watashi nữa, đúng không? Chúng ta sẽ thay là, mình sẽ thay thành anata.
tức là bạn. Và nếu để hỏi thì xác nhận thông tin, đúng không? Không có nghi vấn từ hôm qua bạn có thức dậy vào lúc 6 giờ không, đúng không? Chúng ta vẫn sử dụng nguyên thông tin như này, Lokuji ni okimashita và thêm ka vào. Kino, anata wa lokuji ni okimashita ka? Được chưa nào? Và nếu để hỏi hôm qua bạn đã thức dậy vào lúc mấy giờ, đúng không? Tức là cái thông tin thời gian này là chúng ta không biết này. Đó, vậy thì chúng ta sẽ thay vào nghi vấn từ nanji là mấy giờ, đúng không? Và các bạn đừng quên sử dụng trợ từ nanji ni okimashita ka? Kino, anata wa nanji ni okimashita ka? Hôm qua bạn đã thức dậy vào lúc mấy giờ? Được chưa nhỉ? Và để trả lời, trước hết là trả lời cho câu không có nghi vấn từ, tức là hôm qua có phải là bạn thức dậy vào lúc 6 giờ không, đúng không? Nếu đúng thì chúng ta sẽ trả lời là câu khẳng định bình thường. Hay, 6時 に起きました. Còn nếu không phải, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng thể phủ định, tức là 6時 に起きませんでした. Tôi không thức dậy vào lúc 6 giờ. Được chưa nào? Thì cái này nó giống với câu danh từ các bạn nhé. Trả lời nếu đúng thì chúng ta sẽ sử dụng câu khẳng định, nếu sai chúng ta sẽ sử dụng câu phủ định. Và các bạn nhớ là phải chia thì của nó nhé, quá khứ hay là hiện tại tương lai. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về trợ từ ni. Thì ở ví dụ khi nãy, trong một câu chúng ta có thời gian, đúng không? Hôm qua tôi thức dậy, đã thức dậy đúng nhỉ? Vào lúc 6 giờ. Thế thì trong trường hợp trong câu chúng ta có thời gian mà không chỉ giờ, có thể là ngày, ví dụ như là tôi đi Nhật vào ngày 23 tháng 4 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng trợ từ ni cho thời gian các bạn nhé. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng để nói về thời gian thì chúng ta gồm có những cách nói, ví dụ là giờ, ngày, tháng, năm, ở hôm nay, ngày mai, ngày kia, đúng không? Trợ từ ni chúng ta sẽ sử dụng với những thông tin thời gian có số các bạn nhé. Ví dụ là 6 giờ này, đúng không? Hoặc là chúng ta nói cụ thể là vào ngày bao nhiêu, tháng mấy, năm bao nhiêu chẳng hạn, có thông tin số ở trong đấy. Còn những thông tin thời gian mà không có số, ví dụ như là hôm qua, ngày mai, ngày kia, đúng không? Hôm qua là kino, còn ngày mai là asta, đúng không? Thì chúng ta không sử dụng trợ từ ni. Còn riêng với trường hợp các thứ trong tuần, đúng không? Là không có số. Tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng ta sử dụng trợ từ ni cũng được hoặc không cũng được. Hoặc nếu các bạn muốn đơn giản thì các bạn cứ bỏ qua đi, không cần sử dụng ni trong trường hợp mà nói các thứ trong tuần cũng được nhé. Chúng ta cùng làm một vài ví dụ nào. Ví dụ, hôm qua tôi học bài lúc 10 giờ. Hôm qua là gì các bạn? Kino, đúng không? Watashi wa. Các bạn trong trường hợp nói về bản thân mình thì các bạn có thể bỏ watashi wa đi cũng được nhé. Vì khi mà chúng ta không nói chủ ngữ thì mặc định là lúc đó chúng ta đang nói về thông tin của chính mình. Đó. Cho nên mình sẽ bỏ watashi wa đi và chỉ thêm động từ ở đây. Thời gian là gì nhỉ? Hôm qua tôi học bài lúc 10 giờ. Juji, đúng không? Và sau juji chúng ta phải dùng trợ từ ni, các bạn đừng quên nhé. Học bài là benkyō. Benkyō. Và đây là quá khứ đúng không nhỉ? Chúng ta đang nói về hôm qua cho nên chúng ta phải chia quá khứ là shimashita, đúng không? Vậy chúng ta có câu hoàn chỉnh là kino 10時 に勉強しました. Đây, thông tin về thời gian nhé. Rồi, tiếp theo mình sẽ lấy một ví dụ thông tin về ngày tháng, đúng không? Ví dụ, tôi làm việc vào ngày 20, chẳng hạn. 私は, mình bỏ đi nhé. Vào ngày 20. Đây là cách viết ngày 20 thì cụ thể về học cách
cách nói ngày tháng thì chúng ta sẽ học ở bài số 5 các bạn nhé. Tạm thời các bạn hiểu rằng đây là ngày 20 này. Và sau ngày 20 mình phải dùng ni. Làm việc là gì các bạn? Hatarakimasu. Đúng không? Tôi làm việc vào ngày 20. Được chưa nhỉ? Tiếp theo một ví dụ nữa, mình lấy thông tin thời gian là thứ, các thứ trong tuần. Ví dụ như là chủ nhật tôi nghỉ, đúng chưa nhỉ? Chủ nhật là chúng ta vừa học xong nichi yobi. Các bạn nhớ trường âm nhé, nichi yobi. Và trường hợp này các bạn dùng ni cũng được. Mình đặt dấu ngoặc vuông như thế này có nghĩa là dùng cũng được mà không dùng cũng được. Được chưa nhỉ? Nghỉ là gì? Yasumimasu. Được chưa? Nichiyobi ni yasumimasu. Hoặc là nichiyobi yasumimasu. Thì các bạn thấy là thông tin về thời gian mà không có số như là kino như thế này, đúng không? Thì chúng ta không dùng trợ từ ni các bạn nhé. Không nói là kino ni. Đó, cái này mình sẽ bỏ đi. Bỏ đi. Kino, được chưa nhỉ? Hoặc là hôm qua tôi học bài kino benkyo shimashita. Ngày mai tôi làm việc. Ashita hatarakimasu. Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ học về trợ từ kara và made. Kara và made. Kara và made có nghĩa là từ đến. Chúng ta sử dụng trong khi nói về thời gian, ví dụ như là từ 1 giờ đến 2 giờ, và cũng có thể nói về trong không gian, ví dụ như là từ Việt Nam đến Nhật Bản các bạn nhé. Và hai từ này thì không nhất thiết là bao giờ cũng phải đi trong cùng một câu, đúng không? Ngoài cái việc mà mình nói là tôi học từ 1 giờ đến 2 giờ ra thì mình cũng có thể nói là tôi học đến 2 giờ thôi, hoặc là tôi học từ 1 giờ. Đó, thì hai cái cụm này không nhất thiết phải đi cùng với nhau. Có nghĩa là từ đến nhé. Từ đâu đó hoặc là từ mấy giờ. Đến. Đến đâu đó. Được chưa nào? Mình lấy ví dụ nhé. Ngày mai tôi làm việc từ 8 giờ đến 5 giờ chiều. 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúng ta có ngày mai là gì các bạn? Ashita. Đúng không? Bỏ watashi đi nhé. Không cần nói chủ ngữ nữa. Trước khi nói làm việc, tiếng Việt chúng ta sẽ nói làm việc trước, đúng không? Nhưng mà các bạn trong tiếng Nhật, các bạn phải tư duy là cái động từ bao giờ nó cũng phải nói cuối cùng. Cho nên là chúng ta sẽ để dành nó cuối cùng. Mình sẽ phải nói thời gian trước nhé. Thời gian được đặt trước kara, trợ từ kara. 8 giờ, 8 giờ sáng đúng không? Chúng ta có từ sáng là gozen. Và 8 giờ là hachi ji. Tiếp theo đó là kara đúng không? Trợ từ kara. Đó. Đến 5 giờ chiều. 5 giờ chiều là gogo, buổi chiều. Gogo. 5 giờ là goji. Tiếp theo là made. Và cuối cùng là hatarakimasu. Làm việc đúng không? Hatara. Hatarakimasu. Mình đọc lại nhé. Ashita gozen 8 giờ kara gogo 5 giờ made hatarakimasu. Ashita gozen 8 giờ kara gogo 5 giờ made hatarakimasu. Thực ra trong trường hợp này chúng ta cũng có thể bỏ gozen với gogo đi. Người nghe vẫn hiểu được là chúng ta làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đúng không? Bởi vì ít khi nào mà người ta lại nghĩ rằng là chúng ta làm việc từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng, đúng không nào? Cho nên là trong trường hợp này mình viết vào đây để chúng ta hình dung ra là nếu có sử dụng thì nó đặt vào đâu thôi. Chứ còn thực ra là các bạn có thể bỏ đi cũng được nhé. Đó, ashita 8 giờ kara 5 giờ made hatarakimasu. Được chưa nhỉ?
Mình lấy thêm một ví dụ nữa về nói khi nói về không gian, đúng không? Ví dụ, từ Tokyo đến Osaka mất bao nhiêu lâu chẳng hạn? Chúng ta cũng sử dụng kara và made. Tokyo. Các bạn lưu ý nhé, đây là cách viết Tokyo. Tokyo cả hai đều có trường âm. Tokyo. Tiếng Việt chúng ta khi nói về Tokyo chúng ta thường viết như này đúng không? Đúng không? Nhưng mà thực ra là chữ To có trường âm và chữ Kyo cũng có trường âm, phải ngân cả hai ra. Tokyo. Tokyo. Và từ Tokyo là Tokyo から, đúng không? Đến Osaka. Osaka tiếng Việt chúng ta chỉ biết là Osaka thế này thôi đúng không? Nhưng mà tiếng Nhật chúng ta phải ngân ra Osaka. Osaka bởi vì nó có hai chữ O các bạn nhé. Osaka. Đến Osaka là Osaka made. Và tiếp sau đó là mất bao nhiêu lâu đó thì cái này chúng ta chưa học ở bài này các bạn nhé. Chúng ta chưa học ở bài này, cái này mình sẽ hướng dẫn sau. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cho cả thông tin về thời gian và cả không gian, địa điểm, nơi chốn, đúng không? Tokyo から Osaka まで, được chưa? Và cả hai trường hợp này các bạn có thể nói tách ra. Ví dụ như là Tokyo から, trong trường hợp mình nói à, tôi đến từ Tokyo, đúng không? Đến là kimasu. Và mình nói là tôi đến từ Tokyo là Tokyo から kimashita, quá khứ các bạn nhé. Đó. Và hoặc là trong câu made, ví dụ như bây giờ là tôi đang di chuyển, con tàu đang di chuyển đến Osaka chẳng hạn, thì chỉ nói Osaka made thôi, được chưa nào? Chúng ta có thể sử dụng kara made trong trường hợp muốn nói giờ làm việc của một đơn vị doanh nghiệp nào đó, đúng không? Ví dụ như là ngân hàng mở cửa từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, đúng không? Thì trong trường hợp này chúng ta không cần phải sử dụng cái động từ mở cửa hay từ làm việc gì cả. Chúng ta chỉ cần nói dưới dạng câu danh từ bình thường. Ví dụ, ngân hàng là gì các bạn? Ginko, đúng không? Ginko. Ginko wa, đúng không? 7 giờ sáng. 7時 から đến 5 giờ chiều. 5時 まで, đúng không? 5時 まで. Và chúng ta có thể kết thúc câu bằng です. Các bạn thấy đơn giản không? Có nghĩa là chúng ta, nếu như là trong tư duy các bạn dịch, có thể là dịch câu này các bạn sẽ hỏi rằng là ôi không biết cái từ làm việc là gì, hay là mở cửa là gì, đúng không? Chúng ta sẽ không thể nói được. Nhưng mà không cần, chúng ta chỉ cần nói từ 7 giờ đến 5 giờ. Des, được chưa nào? Ginko wa 7時 から 5時 まで. Des, được chưa? Thêm một ví dụ nữa nhé. Giờ nghỉ trưa. Giờ nghỉ trưa, ví dụ của một công ty như công ty mình chẳng hạn, giờ nghỉ trưa sẽ từ 12 giờ đến 2 giờ, được chưa nào? Chúng ta có giờ nghỉ trưa là gì nhỉ? Hiru là buổi trưa, đúng không? Hiru. Yasumi. Hiru yasumi wa, được chưa? Hiru yasumi wa từ 12 giờ, 12 giờ から12時から2時までです。あ、まで。です。じゃあ、昼休みは12時から2時までです。で、じゃあ、かば。Vậy thì, nếu chúng ta muốn hỏi ví dụ như là ngân hàng làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ, đúng không? Chúng ta cũng bỏ cái từ làm việc đi. Chúng ta chỉ cần hỏi là ngân hàng là từ mấy giờ đến mấy giờ. Vậy thì chúng ta sẽ thay cái thông tin thời gian này, đúng chưa? Bằng chữ, bằng nghi vấn từ gì đấy các bạn? Nan, đúng không? Nan gì? Nan gì? Đúng chưa? Nan gì?
Vậy chúng ta có 銀行は何時から何時までですか? Được chưa nào? Chúng ta thêm か. 銀行は何時から何時までですか? Có nghĩa là ngân hàng làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ. Hoặc là khi các bạn gọi điện cho ngân hàng và các bạn muốn hỏi là phía bên bạn làm việc từ mấy giờ, phía bên quý doanh nghiệp ấy, thì chúng ta có thể dùng từ そちら. Tức là hướng đó, bên đó một cách lịch sự đúng không? そちらは何時から何時までですか? Được chưa nào? Tương tự, giờ nghỉ trưa là từ mấy giờ đến mấy giờ? Chúng ta sẽ nói là 昼休みは何時から何時までですか? Được chưa nào? Và tương tự, chúng ta cũng không nhất thiết phải đi kèm から với made. Chúng ta có thể hỏi 銀行は何時までですか? Tức là ngân hàng làm đến mấy giờ, hoặc là ngân hàng làm từ mấy giờ thì chúng ta nói là 銀行は何時からですか? Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau học về trợ từ tô. Trợ từ tô nối giữa hai danh từ có nghĩa là và, các bạn nhé. Tô có nghĩa là và. Và đơn giản thôi. Ví dụ như là ví dụ tôi và anh Yamada thì là 私と Yamada san. Được chưa nhỉ? 私と Yamada san. Hoặc là thứ bảy và chủ nhật chúng ta sẽ nói là 日曜日と土曜日. Mình nhấn mạnh từ tô đấy là để cho các bạn nghe hiểu thôi, chứ còn thực ra trong giao tiếp thì những trợ từ này người ta được nói một cách rất là nhẹ và gần như là không nghe thấy. Ví dụ như là 私と Yamada san, 私と Yamada san, chứ không phải là tô, hoặc là như nhiều bạn vẫn đọc là tố, đúng không? Chữ tố, chữ tô thêm dấu sắc của tiếng Việt như thế là không đúng các bạn nhé. Thứ bảy và chủ nhật là 日曜日, xin lỗi các bạn, 土曜日と日曜日, 土曜日と日曜日. Chúng ta cùng đặt câu nhé. Ví dụ thứ bảy chủ nhật, thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ, chúng ta sẽ nói thế nào nhỉ? Thứ bảy là 土曜日, chưa nhỉ? Và là, và là tô, được chưa nhỉ? Chủ nhật là 日曜日, 日曜日. Và cả hai danh từ này của chúng ta đều là chủ ngữ đúng không nào? Cho nên nó là chủ ngữ, chúng ta sẽ đặt sau là wa. Đây là cụm danh từ một của chúng ta, được chưa? Trước wa, 土曜日と日曜日là ngày nghỉ. Chúng ta có cụm từ nghỉ là gì nhỉ? Danh từ các bạn ạ. Yasumi desu. Được chưa nhỉ? Đây là danh từ các bạn nhé. Còn chúng ta có động từ là yasumimasu. Được chưa nào? Nếu ở đây các bạn dùng là yasumimasu thì câu này có nghĩa là thứ bảy và chủ nhật là tôi nghỉ các bạn nhé. Câu đấy là thành câu hay thành câu động từ. Còn đây chúng ta cả câu danh từ là 土曜日と日曜日là ngày nghỉ, tức là cái sự nghỉ. Tức là yasumi nó không chỉ có nghĩa là ngày nghỉ mà nó có nghĩa chung chung là cái việc nghỉ, cái sự nghỉ, được chưa nào? Nhưng tiếng Việt chúng ta thì sẽ không dịch như thế, chúng ta sẽ dịch là ngày nghỉ, được chưa nhỉ? Hoặc các bạn cũng có thể nói ngược lại, đó là cái ngày nghỉ ấy là thứ bảy và chủ nhật, chúng ta sẽ nói là yasumi wa 土曜日と日曜日です. Hoặc là ngày nghỉ của tôi là thứ sáu, chúng ta sẽ nói thế nào nhỉ? Ngày nghỉ của tôi nhé. 私の, mình sẽ viết ra này. 私の休みは, thứ sáu là gì các bạn? 金曜日, 金曜日chưa nhỉ? 私の休みは金曜日です. Được chưa các bạn?
Tiếp theo chúng ta sẽ học mẫu ngữ pháp cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Câu và từ cảm thán nhé. Được chưa nhỉ? Chúng ta nói một câu bình thường. Ví dụ như là 大変です. Taihen có nghĩa là vất vả, sự vất vả, nặng nhọc. Ví dụ như là ngày nào tôi cũng phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 11 giờ tối chẳng hạn. Thế thì cái việc như thế nó rất là vất vả. Ôi, anh chị vất vả quá nhỉ, đúng không? Chúng ta có một chút cái sự cảm thán ở đấy. Cho nên người ta sẽ, đây là ngoài một cái câu taihen desu là đủ câu rồi, nhưng người ta sẽ thêm từ ne vào. Nó giống như cái từ nhỉ của tiếng Việt đấy các bạn ạ. Taihen desu ne. Taihen desu ne. Taihen desu ne. Được chưa nào? Hoặc là chúng ta sẽ thêm từ ne vào một câu mà chúng ta muốn hỏi để xác nhận thông tin. Thay vì chúng ta hỏi là desu, chúng ta sẽ hỏi là desu ne. Giống như là này này này, có phải là ngày mai là nghỉ không nhỉ? Đúng không? Thay vì chúng ta hỏi là Asta wa yasumi desu ka? Mai có phải là ngày nghỉ không? Thì chúng ta sẽ hỏi là mai là ngày nghỉ đúng không nhỉ? Tức là chúng ta có nghe thấy rồi nhưng chúng ta đang phân vân không biết là nó có chính xác hay không, thì chúng ta muốn xác nhận lại thông tin đó. Thế thì chúng ta có thể sử dụng từ ne. Và câu đó của chúng ta là Asta wa, đúng không? Asta wa, ngày mai là nghỉ đúng không? Yasumi desu. Đây là một câu khẳng định đúng không? Thông thường. Và chúng ta thêm ne vào. Đó. Asta wa yasumi desu ne. Là để hỏi, được chứ nhỉ? Asta wa yasumi desu ne. Và người ta có thể trả lời là so desu ne. So desu ne. Trước đây chúng ta đã học so để sự đúng không? Có nghĩa là đúng vậy. Và người ta cũng có thể nói là so desu ne, đúng vậy nhỉ. Đó, tức là thể hiện cái sự đồng tình, được chưa các bạn? Thì bản chất cái từ ne này nó không làm thay đổi ý nghĩa của câu, mà nó chỉ mang tính chất là cảm thán là một này, hai là để xác nhận chính xác thông tin có đúng hay không này, đúng không? So desu ne. Hoặc là ví dụ khi ai đó hỏi tên tôi, đúng không? Người Nhật hỏi tên tôi sẽ nói là watashi wa hien desu. Nhưng người ta không biết, người ta không nghe rõ, người ta sẽ nhắc lại là hin san, là hin á, đúng không? Người ta sẽ nói là hin san desu ne. Đó, người ta có thể hỏi như thế và mình sẽ xác nhận lại xem có đúng hay không. Và không không, tôi là hin cơ. Ie hien desu. Và người ta cũng có thể nói lại là hien san desu ne. Đó là hien san nhỉ, được chưa nào các bạn? Đó, đây là ngữ pháp cuối cùng của bài học ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của ngày hôm nay. Chúc các bạn học tập hiệu quả. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. 皆さん、ありがとうございました。じゃあね。